sao? Trên sao Quy Bình ra? Trên sao Quy Bình ra? Yêu quái! Trên sao Quy Bình ra? Ghê quá. Dạ, mất của nhà đất tôi khỏe đây. Ủa, mất thiệt hả? Ủa, ai làm gì em mà bữa nay nhìn em thấy ghê vậy? Tối bữa trước em đi sinh nhật bạn, tụi nó đãi món bò nướng tỏi ngon lắm. À thôi anh hiểu rồi, ngon quá cho nên là ăn thả ga luôn đúng không? Em không cưỡng lại với bộ. Nhìn em kìa, miệng thì đầy cục nhiệt, da thì nổi mẩn ngứa sưng khắp cả người luôn. Thôi chết rồi, ôi cái kiểu này là em bị dị ứng thịt bò rồi. Đã vậy còn đầy bụng nữa mà. Tội nghiệp mít quá. Nhưng mà bây giờ anh biết phải làm sao đây? Em đang đi tới nhà đốc tư khỏe, nhưng mà đi một đoạn thì mệt quá. Thôi mít mọi nghỉ đi, để anh tới nhà đốc tư khỏe anh hỏi giùm cho nha. Cảm ơn anh Quý Bình nhiều nha. Đốc tư khỏe, đốc tư khỏe ơi, đốc tư khỏe có nhà không nè? Ta đây, ta đây. Có chuyện gì vậy Quý Bình? Đốc tư khỏe ơi, bạn mít đó, bạn mít ăn nhiều thịt bò, bây giờ hả miệng thì đầy nhiệt, da thì hả mẩn đỏ sưng khắp cả người luôn. Đốc tư khỏe có cách nào giúp bạn mít không? Chà, cái này á một phần cũng do ăn thịt nhiều mà quên ăn kèm theo rau nè. Thôi được rồi, đốc tư khỏe biết phải nhờ ai rồi. Lát Cách ơi, ra đây với đốc tư khỏe nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào Lá Cách. Ủa đốc tư khỏe ơi, vậy là Lá Cách có thể giúp được bạn mít hả? Ủa mày giúp bằng cách nào? Bởi vì bò nướng tỏi rất dễ làm cho chúng ta bị nhiệt, nên khi ăn chúng ta nên kèm theo rau, mà vị thơm của Lá Cách á, thì phù hợp với món ăn nhất. Ngoài ra còn có tác dụng làm thanh nhiệt nữa. À vậy chắc chắn là do em mít ăn nhiều thịt bò mà không có ăn rau kèm nè. Ôi vậy bây giờ mình phải làm sao hả đốc tư khỏe? Anh đừng có lo nha. Ngoài cái thanh nhiệt ra, Lá Cách còn có khả năng chống dị ứng nữa. Chỉ cần lấy cành cây Lá Cách để vào đống than đun, chừa một đầu cành ra ngoài. Khi mà đầu ở ngoài xứ bật nước ra thì dùng nước đó thoa lên chỗ bị dị ứng. Nếu hơi đầy bụng thôi á thì Lá Cách xắt nước uống trước, và sau khi ăn khoảng 30 phút sẽ nhanh khỏi. Còn nếu tình trạng trầm trọng hơn á thì phải kết hợp với một số vị thuốc khác như là vỏ cây quýt, đậu đen, cỏ mần trầu, nhân trần, rau bắp. Tất cả sắc uống trước và sau khi ăn 30 phút sẽ nhanh khỏi. Công dụng này không chỉ dành riêng cho đầy bụng mà còn dùng để chữa trị gan nhiễm mỡ, vàng da, kiến ăn nữa đó. Hay quá Lá Cách ơi. Em không chỉ là vị cứu tinh của mít đâu, mà em còn là cứu tinh của rất là nhiều người. Nếu như mà lỡ ăn quá trớn bị đầy hơi khó tiêu nữa đó. Em si khen quá, làm em mắc cỡ quá đi à. Thực ra thì Lá Cách là một loại rau thanh nhiệt rất tốt, nên nếu ăn những thực phẩm nóng, chiên xào nhiều thì nên lấy Lá Cách nấu canh ăn ngon và thanh nhiệt. À, vậy là từ nay với những món ăn mà nhiều chất đạm nè, những món chiên, món nướng, chắc chắn Quý Bình sẽ ăn kèm với Lá Cách để cân bằng dinh dưỡng. Quý vị cũng nhớ áp dụng điều này với Quý Bình nha. Anh Quý Bình rất là giỏi. Ê chết, nãy giờ lo đây nói chuyện mà quên mất. Thôi bây giờ Lá Cách đi với anh ha, mình đi mình giúp em mít đi ha. Em chào khán giả nha, em phải đi giúp bạn mít đây. Hẹn gặp lại khán giả lần sau nha, tạm biệt. Quý Bình cũng xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau xin nha. Xin chào và hẹn gặp lại.